chứ ông này thật ra ông giỏi ghê luôn chứ quý vị hả rất là tài luôn á giống như là có tài giỏi nhưng mà không có đức nè cho nên là bây giờ gặp cái hậu quả như thế này hello Rachel xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Việt Mỹ Channel Thưa quý vị, như quý vị thấy ở đây, trong video này Rachel muốn chia sẻ với quý vị, hiện tại FBI Mỹ đang ra lệnh truy nã khẩn cấp với một người gốc Việt Nam có tên là Nguyễn Quốc Minh thưa quý vị. Như quý vị thấy ở đây, đây là trang Twitter của FBI trang chính thức có đăng tin Minh Quốc Nguyễn đã bắt tay vào việc làm rửa tiền 3 tỷ đô la, 3 tỷ quý vị, that's a lot. 3 tỷ đô la quý vị Không phải 3 ngàn, không phải 30 ngàn, không phải 300 ngàn, không phải 3 triệu mà 3 tỷ Quá trời quá đất chưa Và đây là cái trang website chính thức của FBI đã đăng trên đây Thường thì quý vị muốn biết những cái thông tin liên quan đến FBI đó thì quý vị có thể là theo dõi những cái thông tin ở trên Twitter được à, quý vị biết là ở Mỹ những cơ quan hành pháp của Mỹ thường thường họ có cái trang Twitter để họ có thể truyền tải thông tin đến những người dân và đặc biệt nữa những người chính trị gia ở Mỹ đó họ cũng có những cái trang website riêng nữa ví dụ như là một cái trang website riêng của người ta rồi đồng thời cái trang Twitter nữa để như vậy người dân có thể là liên lạc hoặc là tiếp cận hoặc là họ có thể là nghe ý kiến của người dân dĩ nhiên là những người chính trị gia này họ không có thời gian để trả lời cho tất cả mọi người rồi nhưng mà ít nhất là họ dùng cái trang này để họ có thể truyền tải những cái thông tin gì mà họ muốn đến với người dân tại vì quý vị biết là những người chính trị gia ở Mỹ là những người được bầu bởi người dân mà cho nên là họ cố gắng họ tìm cách tiếp cận người dân được càng nhiều càng tốt. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI vừa ra lệnh truy nã một công dân Việt Nam tên Nguyễn Quốc Minh, sinh năm 1973, quê ở Quảng Bình, cư trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, về tội rửa tiền Bitcoin 3 tỷ đô la. Trong một thông cáo hôm 15 tây tháng 3, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết FBI, Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức. Cục Cảnh sát Liên minh Châu Âu đã đánh sập sàn tiền điện tử chip mixer do ông Sáng lập. Theo FBI, ông Minh có bằng tiến sĩ ở Đài Loan năm 2016 và được đào tạo cơ bản về kỹ thuật tiền mã hóa, bị cáo buộc điều hành đường dây rửa tiền, đánh cắp danh tính và giao dịch tiền tệ bất hợp pháp thông qua chip mixer. Vào ngày 14 tháng 3 năm 2023, ông Nguyễn Quốc Minh bị buộc tội rửa tiền, điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và trộm cắp danh tính tại tòa án quân đội Pennsylvania ở thành phố Pennsylvania bang Pennsylvania thưa quý vị và đây là hình ảnh của trang website Chip Mixer nói gì nói nha chiếc ông này thật ra ông giỏi ghê luôn chứ quý vị hả rất là tài luôn á giống như là có tài giỏi nhưng mà không có đức nè cho nên là bây giờ gặp cái hậu quả như thế này Chip Mixer đã tiếp tay cho hoạt động rửa tiền điện tử, cụ thể là Bitcoin, trên quy mô quốc tế rộng lớn, tiếp tay cho những kẻ bất chính và tội phạm đủ loại trốn tránh việc bị phát hiện. Các nền tảng như Chip Mixer được thiết kế để che giấu nguồn gốc và đích đến của một số tiền khổng lồ đáng kinh ngạc của tội phạm, làm suy yếu niềm tin của công chúng vào tiền điện tử và công nghệ. Công tố viên Jacqueline Romero thuộc tòa án quận Đông Pennsylvania cho biết trong thông báo của Bộ Tư pháp. Phó giám đốc FBI Paul Abbott cho biết, chúng tôi sẽ không cho phép bọn tội phạm mạng núp sâu bàn phím cũng như trốn tránh hậu quả của những hành động phi pháp của chúng. Việc chống lại tội phạm mạng đòi hỏi mức độ hợp tác cao nhất giữa tất cả các đối tác thực thi pháp luật. FBI sẽ tiếp tục nâng cao các mối quan hệ đối tác đó và tận dụng tất cả các công cụ có sẵn để xác định, bắt giữ và truy trách nhiệm cho những kẻ xấu này cũng như chấm dứt hoạt động bất hợp pháp của chúng. Thưa quý vị và bây giờ thì chúng ta nhìn xem người đặc vụ của FBI đó là ông Steven Parker, ông có nói gì trong cái văn bản của ngày 14 tháng 3 thưa quý vị. Ông Nguyễn Quốc Minh với tư cách là người điều hành mạng Chip Mixers đã cố gắng hết sức để che giấu danh tính và hành tung thật sự của mình. Văn bản này cho biết, người đàn ông Việt Nam này đã sử dụng nhiều danh tính và tài khoản email khác nhau gồm Minh Nguyễn Quốc, Quốc Minh Nguyễn, Minh Nguyễn Quốc, Quốc Gạch Minh Nguyễn, James Smith, David Minh theo cách viết trong tiếng Anh. Từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 3 năm 2022, có 149.027 điểm dữ liệu liên quan đến một tài khoản Gmail do ông này sử dụng, cho thấy ông ở xung quanh Hà Nội, Việt Nam. Người đặc vụ FBI Stephen Park tiếp tục chia sẻ, Dữ liệu lịch sử vị trí này là sự kết hợp của nhiều nguồn khác nhau bao gồm điện thoại di động, GPS và Wi-Fi cho thấy rằng ông đã thực sự ở Việt Nam trong những thời điểm truy cập dữ liệu này. Bộ tư pháp Hoa Kỳ cho biết với tội danh trên nếu bị kết án ông Minh sẽ phải đối mặt với khung hình phạt tối đa là 40 năm tù. Bộ Công an và Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi. Thưa quý vị, và trang website của VOA trang website chuyên lo và quan sát tình hình ở vùng đông nam á và kênh truyền thông voa được mỹ tài trợ thưa quý vị họ cũng đã liên lạc với bên việt nam xem là có thể giải quyết như thế nào nhưng mà hiện tại thì bên việt nam chưa có trả lời bên voa mà quý vị biết đó nhà nước Việt Nam họ ghét cái trang VOA này lắm là tại vì VOA nói ra những điều mà cộng sản không muốn che muốn giấu mà quý vị biết rồi vì VOA là một cái kênh truyền thông chính thức và được tài trợ bởi Mỹ nữa cho nên là họ có cái số vốn để họ có những nhân viên và đồng thời họ có những người hợp tác viên ở khắp nơi nữa đặc biệt là ví dụ như ở Trung Quốc nè ở Việt Nam là có luôn có những người là liên lạc đưa thông tin và những người này là là giấu tên hết Nói cho nên là không có cái chuyện gì mà qua mặt được VOA hết Quý vị thấy à, tại sao đó VOA hoặc là RFA Cũng bị liệt kê vào những cái kênh truyền thông Gọi là kênh truyền thông phản động nhưng có một điều khó khăn mà chính phủ Mỹ gặp phải ở đây đó là ông này là người quốc tịch Việt Nam và sống ở Việt Nam. Nếu như mà một người công dân Hoa Kỳ mà sống ở Việt Nam thì sẽ dễ cho FBI làm việc hơn là tại vì họ sẽ dùng cái luật Interpol để mà dẫn độ những người tội phạm ở nước mình mà chạy trốn qua những nước khác. Nhưng mà bây giờ ông này là thuộc về là công dân nước Việt Nam và ở Việt Nam luôn. Công nhỏ ông này ghê thiệt nha, giỏi thiệt nha quý vị. Ở Việt Nam mà tác oai tác quái kiếm được là trời ơi mà, Kiếm được trên dưới cái tỷ đô la là không phải là chuyện vừa Bỏ tay luôn Và khi được hỏi liệu như là Mỹ có cái cách nào để giải quyết hay không Thì có một người đã từng làm việc trong bộ tư pháp Và người này thì không có muốn đưa tên lên Nhưng mà ông có chia sẻ rằng ở một cách Mỹ có thể làm là lách luật Bằng cách là dụ cho cái người này ra khỏi nước Việt Nam Và sau đó thì dằn bẫy để mà bắt một vụ như vậy đã được đông đảo công chúng Việt Nam biết đến là trường hợp hacker Ngô Minh Hiếu, sinh năm 1989 ở Gia Lai, bị FBI dụ đến đảo Guam và bắt ở đó hồi tháng 2 năm 2013, sau khi ông Hiếu phạm tội đánh cắp danh tính của nhiều người Mỹ và bán cho bọn tội phạm hưởng lợi hơn 3 triệu đô la. Ông Hiếu đã phải ngồi tù ở Mỹ trong 7 năm trước khi được giảm án trả tự do. Khi quay về Việt Nam, ông Hiếu trở thành chuyên gia tại Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng của quốc gia. Công nhận lạ đời ha quý vị ha, một người đã từng bị ở tù ở bên Mỹ, nhưng mà khi về Việt Nam thì Việt Cộng nó trọng dụng và trở thành là người đứng đầu giám sát an toàn không gian mạng quốc gia bởi vậy chủ nhớ là có một cái thời gian trên cộng đồng mạng cũng đang rất là rầm rộ cái chuyện là người đã từng là tội phạm ở Mỹ nhưng mà về Việt Nam thì có đất công dụng và có một cái câu hỏi nữa là liệu như Mỹ có sẽ đưa người trà trộn vào trong Việt Nam và bắt cái ông Ờ, Nguyễn Quốc Minh này hay không Và cái câu trả lời của người cụ công chức Mỹ này thì ông nói rằng là từ xưa nay Mỹ chưa bao giờ làm cái điều đó Và nếu như mà mình làm như vậy đó khi mà bị phát hiện ra thì Mỹ sẽ bị mang một cái tiếng xấu Và vì đây là xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng cái điều này giống như là cái thời của ông Trịnh Xuân Thanh á, ông trốn qua bên Đức rồi xong sau đó thì Tô Lâm đưa người trà trộn vào bên Đức rồi dẫn độ hay là đưa ông Trịnh Xuân Thanh về lại Việt Nam và chịu án. Quý vị nhớ cái vụ đó không? Sau này đó, Đức họ cũng điều tra và họ đã bắt giữ một người đã sống ở bên Đức để mà tiếp tay cho tụi công an bên nhóm Tô Lâm đi qua bắt ông Trịnh Xuân Thanh. Và bên Đức trong cái thời gian đó họ đã lên án cái cách làm việc của Việt Cộng là tại vì khi mà họ làm như vậy có nghĩa là họ đang đặt một cái tô nước lạnh vào trong mặt chính phủ Đức nhưng mà tại sao ông Trịnh Xuân Thanh đó thì Đức không có lấy ra không không mang về lại là tại vì ông Trịnh Xuân Thanh này là người của Việt Nam quốc tịch Việt Nam và người ở trong cán bộ của Đảng ngày xưa nữa cho nên là ông Trịnh Xuân Thanh mà bị bắt về rồi thôi là không còn đường trốn luôn. Mặc dù vậy hai nước đã có nhiều hợp tác trong việc truy tìm bắt giữ bàn giao và đưa về Mỹ các nghi phạm là công dân Mỹ trong số đó có những người gốc Việt Cụ công chức phái bộ Mỹ cho VOA biết về quy trình điều tra bắt giữ những trường hợp đó. Cụ công chức phái bộ Mỹ mô tả rằng văn phòng của FBI ở Campuchia kiêm nhiệm cả Việt Nam sẽ gửi một đề nghị sang đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Tiếp đến, đại sứ quán sẽ gửi một công hàm đến bộ Công an đề nghị hỗ trợ bắt giữ và các công việc khác theo sau. Cụ công chức phái bộ Mỹ cho hay khi cuộc hợp tác quốc tế của Bộ Công an nhận được đề nghị của Mỹ, họ chuyển đến văn phòng Interpol, có nghĩa là Cảnh sát quốc tế của Việt Nam và Cục Cảnh sát hình sự. Trên thực tế, Cục Cảnh sát hình sự thường tiến hành việc bắt giữ nghi phạm cho phía Mỹ. Sau khi bắt được nghi phạm, Công an Việt Nam thông báo cho Đại sứ quán Mỹ để hai bộ phận an ninh và dịch vụ công dân Mỹ của Đại sứ quán đến nhận nghi phạm, chủ yếu diễn ra tại một sân bay. Trong hầu hết các trường hợp, nghi phạm sẽ bị nhân viên của cảnh sát tư pháp liên bang Hoa Kỳ, US Marshal Service áp giải về Mỹ. Trong một số ít những trường hợp khẩn cấp, các nhân viên cấp cao của bộ phận an ninh hoặc thực thi pháp luật thuộc phái bộ Mỹ ở Việt Nam sẽ áp giải. Cựu công chức phái bộ Mỹ cho biết thêm rằng tuy không trực tiếp ra tay bắt giữ các nghi phạm là công dân Mỹ lẫn trốn ở Việt Nam, song các nhân viên thực thi luật pháp Mỹ đã nhiều lần điều tra, truy tìm, định vị chính xác một số nghi phạm giúp phía Việt Nam rút ngắn thời gian điều tra và bắt giữ thành công. Có một số trường hợp phía công an Việt Nam ngần ngại thoái thác cho rằng rất khó khăn, không lần được dấu vết. Nhưng phía Mỹ có các phương kiện Máy móc hiện đại, kinh nghiệm dày dặn đã tìm ra địa điểm chính xác của những tên tội phạm người Mỹ vì chúng vẫn liên lạc với thân nhân và báo cho Việt Nam Bắc Bởi vậy, điều này cho quý vị thấy là những cái người tội phạm ở Mỹ khi mà nói ở Mỹ thì không phải là chỉ người Mỹ thôi thì quý vị thấy rồi là Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ mà có người Nhật, người Hàn Quốc, người Việt Nam, người gốc Tàu, gốc Hoa người gốc Thái Lan, gốc Indo, gốc Singapore, gốc Mexico, nói chung là rất là nhiều. Chính vì vậy á, mà khi những người này ở Mỹ mà họ phạm tội và đặc biệt nữa là phạm tội kinh tế giống như vậy là phạm tội hình sự, ví dụ như giết người, cướp của hoặc là tham nhũng đi, đó lấy tiền của công giống như vậy, rồi sau đó thì họ trốn về một cái đất nước khác ở ngoài Mỹ thì họ nghĩ rằng là họ yên ổn nhưng mà không có đâu, Mỹ giỏi lắm. Mỹ là một trong những thành viên của tổ chức Interpol là cảnh sát quốc tế để mà dẫn độ những cái chuyện như thế này nè. À, và theo cái lời kể và theo cái lời chia sẻ của người à, công chức của Hoa Kỳ thì ông có nói giống như quý vị có nghe đó là nhiều lúc bên Mỹ yêu cầu bên Việt Nam bắt cái người đó và bên Việt Nam à, tôi không làm được thế này thế kia nhưng mà Mỹ đó dùng cái hệ thống của Mỹ và người của Mỹ luôn và họ điều tra, họ định vị, họ biết được cái người đó ở đâu và họ báo cho bên công an bắt cái người đó cho tôi. Giống như tại vì bên Việt Nam đó, chúng tôi không bắt được, không không tìm được thông tin này kia nọ. Nhưng mà bây giờ Mỹ nó không cần. Tôi là người tìm và tôi ra lệnh cho mấy ông đi bắt đó cho nên là bên Việt Nam họ cũng phải vâng lời thôi. Không có đường để mà từ chối. Những người công dân của Mỹ phạm tội đi ra ngoài thì rất là dễ bị bắt. Nhưng cái điều ở đây là ông nguyễn quốc minh này ông là người việt nam quốc tịch việt nam sống ở trong đất nước việt nam thì bây giờ cái câu hỏi liệu như là ông này sẽ bị mỹ bắt được hay là không thì còn là một cái câu hỏi nghi vấn nữa thì đối với quý vị quý vị nghĩ rằng là fbi sẽ bắt được cái ông quốc minh này hay không thì quý vị để lại bình luận dưới đây nhé ông này tuy là ông là công dân việt nam ông sống ở việt nam nhưng mà cái tội phạm của ông là ông giúp cho những cái người rửa tiền và lấy tiền từ những người công dân Mỹ. Chính vì vậy mà FBI Mỹ họ đã vào cuộc. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã cùng xem video này với Rachel và chương trình của Việt Mỹ. kính à, chúc quý vị được ngày vui vẻ và bình an. Những quý vị nào mà chưa bấm like thì quý vị nhớ bấm like và để lại bình luận nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye!